Trong video trước chúng ta đã tìm hiểu các kiến thức liên quan tới cái thằng fetch này, thì chúng ta cũng đã biết cách fetch dữ liệu nằm trong một cái bay hoặc là nằm trong một cái component nào đó rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tới nội dung thứ tư, đó là làm sao chúng ta có thể fetch được cái phần dữ liệu nằm trong cái thằng store. Thì trước khi đi tới những cái nội dung chính thống để chúng ta fetch dữ liệu ở trong store á, vậy thì giả sử như các bạn không biết cái phần kiến thức này á, thì mình phải làm sao để có thể lưu được dữ liệu nằm trong store đúng không? Thì rất cơ bản thôi ha, trong khoa học về Vue.js chúng ta đã biết rồi. Khi mà mình truy cập vào một component, chúng ta sẽ gọi cái action ở trong thằng lexical đúng không? Ví dụ mình gọi trong thằng created đi. Ở trong thằng created thì chúng ta sẽ gọi một action nằm trong store. Thì tương tự như vậy thôi. Bây giờ thay vì chúng ta gọi action nằm trong created á, thì từ tất cả những thứ mà chúng ta đã học, ví dụ như là async data hoặc là thằng fetch, thì chúng ta có thể gọi tới một action nằm trong hai cái hàm này. Hoàn toàn được nha. Giả sử trong thằng fetch ha, ví dụ trong trường hợp này, chúng ta lấy được dữ liệu xong rồi, mình không muốn truy cập trực tiếp vào cái data hiện tại để chúng ta thay đổi, thì chúng ta hoàn toàn có thể truy cập vào trong store để mình dispatch một cái action nào đó. Tại vì lúc này chúng ta có thể truy cập được thằng dis này, dis.store. Cái object này mình học rồi ha. Ví dụ mình lưu lại và mình chạy thử ha. Rồi, truy cập lại đây và chúng ta tiến hành refresh lại trang. Thì lúc này các bạn sẽ nhận được toàn bộ những cái phần object liên quan tới cái store của mình. Thấy chưa? Đây, thì tất nhiên trong này chúng ta có thể dispatch một cái action. Thì trong cái store chúng ta có một cái hàm là hàm dispatch. Đấy. Rồi, chạy lại thử ha. Thì dispatch nó là một cái hàm. Cái này chúng ta phải có kiến thức liên quan tới Vue.js nha. Thì làm sao để mình có thể dispatch được một cái hàm? Rõ ràng chúng ta sẽ truyền cái tên action vào thôi đúng không? Ví dụ ha. Ví dụ trong cái module của store thằng post này, chúng ta có một action là addPost đúng không? Mình có thêm một action nữa ha. Ví dụ mình action là setListPost đi. Ở trên addPost là chỉ cần add một bài thôi, chúng ta có từng cái item. Còn addListPost là chúng ta sẽ add một lúc nhiều bài viết ha. Ví dụ chúng ta ghi như sau này. Commit. Rồi đây mình sẽ nhận được cái listPost. Ok. Hoặc là listCategory tùy mình ha. Rồi mình sẽ console.log ở trong đây để mình coi cái luồng nó chạy như thế nào nha. Set this spot nè. Rồi nhận vào cái list spot chấm len chẳng hạn. Ok. Rồi, vậy thì ở trong thằng fetch method chúng ta sẽ nhận được dữ liệu. Rồi sau đó mình làm cái gì nữa? Rồi sau đó mình chỉ cần ghi là this.store đúng không? Rồi chấm dispatch tới cái Vue.js của mình. Thì Vue.js của mình hiện tại nó đang là module, cho nên chúng ta cần phải truyền cái namespace vào ha, tức là truyền cái tên theo một phía trước này. Rồi sau đó mới tới tên của action, chính là cái action set list spot này. Ok, và mình truyền thêm cái cục data này vào bên kia. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ run lại xem cái luồng nó chạy như thế nào ha. Refresh lại trang này. Ok, thì hiện tại các bạn thấy ha, mình đang có một cái lỗi là gì? Reference error. Action set list spot is not defined. Rồi, mình check lại ha. Dispatch một action nằm trong bài viết. Bài viết này chúng ta có một action là set list spot. Ok, ở đây mình console.log ra thôi chứ không làm gì cả. À, chỗ này mình phải lấy là listpot.len mới đúng ha. Đây, listpot.len. Rồi, bây giờ run lại ha. Refresh lại trang này. Lúc này cái hàm fetch của chúng ta đã chạy rồi ha. Đây, hàm fetch của chúng ta đã chạy rồi. Và nó sẽ gửi một cái action tới thằng store. Và tất cả những việc đó nó đều làm ở phía server side. Các bạn thấy không? Nước server side rendering này. Đây, chúng ta có một cái dòng console.log nằm trong cái action là mình đã nhận được 5 bài viết rồi. Và rõ ràng toàn bộ cái quá trình này chạy thành công á, thì lúc đó nó mới tới những cái thằng con nó chạy đúng không? Đấy, cho nên toàn bộ việc này nó đều được thực hiện ở phía server side rendering ha. Và khi chúng ta đã nhận được dữ liệu ở trong action rồi, thì mình hoàn toàn có thể tạo thêm một cái mutation để chúng ta lưu vào trong store. Ví dụ set post stay này, list item này. Ok, ở đây mình chỉ cần lưu thêm một cái array vào đây thôi. Đây là list đúng không? List thì chúng ta sẽ push, còn bây giờ mình set hẳn một cái list luôn á, thì mình chỉ cần ghi là list bằng với cái list item này luôn. Đó, ở trên là mình thêm một cái phần tử vào, còn ở dưới này là mình thay thế luôn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ check thử ha. Set post, rồi thôi chỗ này mình lưu một cái state khác đi ha, để cho nó đỡ bị ảnh hưởng với những bài trước đúng không? Cái này nó đang lưu chỉ đơn giản là một cái string thôi. Bây giờ mình tạo ra một cái post list, ok, là một cái array. Array này nó sẽ là cái object đúng không? Rồi, bên đây chúng ta sẽ ghi là stay chấm tới postList bằng với list item. Và rõ ràng cái action này nó sẽ commit tới đúng không? Nó sẽ commit tới.
Cái mutation nó có tên là set post này. Vào đây và truyền hẳn cái list post này qua. Thì nó là cách truyền thống thôi. Bây giờ mình sẽ thử coi nó có chạy được hay không này. Lưu lại và refresh lại trang. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra vào trong view dev tool ha. Trỏ tới thằng view x này. Mình xem cái dữ liệu mặc định đã được render trước ở phía server. Ngay lập tức chúng ta sẽ có được một cái post list là cái array có 5 phần tử. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những kiến thức khác liên quan tới Vue.x. Ví dụ như là map state yeah, hoặc là map getter gì đấy. Để chúng ta lấy dữ liệu này ra và mình render trước ở phía server. Thì ngay lập tức chúng ta có thể lưu được dữ liệu của mình nằm trong store. Thì bất kể đâu chúng ta đều có thể gọi được sang store nha. Ví dụ trong thằng fetch chẳng hạn. Thì chúng ta gọi qua store bằng cách là this.store. Bởi vì thằng fetch này chúng ta học rồi, nó được chạy sau khi mà cái component của mình được khởi tạo, cho nên chúng ta có thể truy cập được vào cái thằng this. Còn giả sử như cái thằng AscendData này chẳng hạn, thì nó được chạy trước khi cái component được khởi tạo đúng không? Thằng này nó được chạy trước khi component được khởi tạo này, cho nên làm sao chúng ta có thể dispatch một cái action. Thì toàn bộ những cái phần đó nằm trong cái context này ha. Nếu như các bạn có thể console log ra như sau này, object chấm keys và truyền cái context này vào. Rồi mình kiểm tra thử ha. Trong đây nó sẽ có một cái object dành cho store để chúng ta sử dụng. Rồi đây. Đây là toàn bộ những cái key nằm trong cái thằng context. Thì để ý kỹ ha, các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái thuộc tính là store. Ok. Vậy thì đối với trong thằng async data, thay vì các bạn ghi là this chấm gì, this chấm store là cách thông thường của thằng fetch, thì bây giờ mình sẽ ghi là context chấm store. Ok, store này nó sẽ không có cái dấu đô la ở phía trước ha. Nó chỉ là tên biến thôi. Tại vì cái key hiện tại nó chỉ đơn giản là store này. Bạn nhìn kỹ ha, key ở trong thằng context. Và rõ ràng thằng này mình có thể destructuring ra để mình xài nha. Ví dụ, context, không phải context mà là store ha. Mình phân rã cái thằng store này để mình sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ thử ha, copy cái dòng này. Bỏ nó phía trên chẳng hạn. Đấy, bây giờ thay vì là this.$store thì mình sẽ ghi là store thôi. Cũng dispatch tới một cái action tương tự. Tạm thời mình bình luận lại cái thằng fetch này lại ha, để chúng ta chạy thử bằng cái thằng async data xem có chạy được hay không. Và đây mình sẽ sửa lại luôn là post, đó, sửa lại luôn cái API là get list post. Chúng ta cũng nhận được dữ liệu này. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy lại thử ha, coi có lỗi gì không. Ok, ở đây lại là cái lỗi tương tự này. Dùng away thì ở ngoài nó phải là một cái function async. Và bản thân cái function async á, chúng ta không nhất thiết phải return về một cái object ha. Các bạn đã học rồi, nếu như return object nó sẽ merge vào trong cái object hiện tại của đối tượng view. Còn nếu mình không return gì cả thì không sao nha. Chúng ta chỉ đơn giản là dispatch sang cái store thôi, chứ không return cũng được nha. Rồi, lưu lại nè. Và tiến hành chạy thử ha. Refresh lại trang. Context is not defined. Ok, mình sẽ comment lại cái dòng 25 đi ha. Tại vì mình đã destructuring ra rồi đúng không? Mình không còn dùng cái thằng context này nữa. Ok, run lại nè. Rồi, async of undefined. Thằng async này bây giờ tương tự ha, chúng ta cũng phải dùng thông qua cái thằng context đúng không? Thông qua thằng context, chứ mình không dùng thông qua thằng this nè. Đấy, mình sẽ ghi ở đây và xóa thằng this này đi. Rồi, lưu lại và tiến hành chạy thử ha. Refresh lại trang. Và chúng ta cũng kiểm tra lại vào trong phần view nè. Đây, bây giờ mình sẽ nhận được cái list post là array 2 phần tử. Tại vì hồi nãy chúng ta gọi API tới category nha. Category nó sẽ có 5 phần tử. Còn API tới bài viết á, nó chỉ có 2 thôi. Đấy, chúng ta vẫn làm được cái việc này nằm trong thằng async data. Và cú pháp hơi khác một xíu thôi. Các bạn để ý kỹ ha. Thằng fetch chúng ta có thể sử dụng cái con trỏ this của đối tượng view hiện tại. Còn thằng async data, mọi thứ chúng ta phải dùng thông qua cái thằng context. Tại vì nó được sinh ra trước khi component được khởi tạo. Ok. Thì đó là những cái cách mà chúng ta có thể dispatch trước một cái phần dữ liệu vào trong store. Thì trong video sau, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cách khác chính thống hơn để mình có thể fetch data trực tiếp ở trong store luôn ha.